Mía có độc. Nắng quá, nắng thế này thì chết mất. Mình vừa đói vừa khát, làm thế nào bây giờ? Quanh đây không có một nhà nào để vào xin nghỉ một chút. Có tiền lúc này cũng vô dụng, hàng quán đâu mà mua đồ ăn nước uống. Mình sắp không chịu nổi rồi. Kia, kia có phải là mía không nhỉ? Đúng rồi, trời nắng gắt thế này, được một ít mía ngọt có phải là tốt không? Có ai không? Có ai ở nhà không ạ? Có ai ở nhà không ạ? Cho tôi vào mua cây mía với. Tôi khát quá, cho tôi mua một cây được không ạ? Này anh đứng đây gọi ầm ĩ lên làm gì thế? Làm gì có ai ở nhà? Tôi muốn mua mía, mà gọi mãi cũng chẳng có ai. Thế không ai canh vườn thật hả chị? Dào ôi, chủ vườn đi vắng rồi. Mà sao nhìn anh tiều tụy thế? Thôi, khát quá rồi thì cứ lấy một cây mà ăn, coi như chủ vườn làm phước cho anh. Không thế được thưa chị, tôi không thể lấy mà không ăn được. Dù sao cũng là công sức người khác mới trồng được cây mía này, tôi vào ăn không thì khác nào trộm cướp. Gớm, người sắp lả đi rồi mà còn sĩ diện. Có một cây mía con thôi, vàng bạc gì đâu mà lắm chuyện. Mía đến độ thu hoạch rồi, chứ gì ta đã ngửi thấy mùi mật mía thơm ngon rồi đó. Ngày mai ta phải thuê người tới cắt thôi. Dạ vâng thưa ông, mà con sẽ đi gọi thợ tới thu hoạch mía ạ. Cái gì thế này? Ai dám làm chuyện đó? Cây mía của ta, cây nào đó bẻ nó thế này? Thưa ông, chả lẽ vườn nhà mình có trộm? Mấy ngày nay con đều canh phòng cẩn mật. Chỉ là sáng nay ông sai con ra chợ thị trấn mua đồ nên con mới không trông được vườn. Xin ông tha tội cho con. Ha, trách ngươi thì còn nghĩa lý gì? Mía dù sao cũng đã bị phá rồi, dù chỉ là một cây cũng không thể chấp nhận được. Điều là công sức bao ngày tháng của ta. Thật xấu hổ cho kẻ nào đã làm chuyện này. Ta mới lơ là có một buổi sáng mà đã bị kẻ xấu lấy mất một cây mía. Ta mà biết kẻ đó là ai thì... Ông ơi, cây mía này có cái gì đó lạ lắm. Hình như là... À, hóa ra là vậy. Người ta ăn mía xong đã để lại sâu tiền này trả cho ta. Thật là ngạc nhiên đấy. Từ lúc sinh ra đến giờ con chưa từng gặp ai như người này đấy. Như kẻ khác thì đã ăn xong rồi phủi tay đi mất dạng rồi. Người này hẳn không phải là trộm đâu ông ạ. Cũng là người tử tế thật thà đấy. Chỉ tiếc là chúng ta không được gặp người ấy. Trong giây lát ta đã nghĩ không phải cho người ta. Nhưng mà người ta để lại nhiều tiền quá, gấp mấy lần giá một cây mía rồi. Đây quả là một người hào phóng. Hẳn là người ta cũng thấy ai nấy vì tự tiện vào ăn mía khi chủ vườn chẳng có ở đây. Liệu người ăn mía đã đi xa chưa nhỉ? Để làm gì hả ông? Con đoán người đó chưa đi xa đâu ông ạ. À? Vậy ngươi mau đuổi theo người đó, trả lại người ta số tiền thừa nghe không? Nhưng thưa ông, con thấy người ta chắc cũng không quan trọng tiền bạc mấy nên mới để lại nhiều tiền thế này. Mình chạy theo đều có mất công quá không ạ? À? Vả lại người ta cũng đi khỏi rồi, biết tìm ở đâu đây? Vớ vẩn, ta bảo làm thế nào thì làm theo thế. Người ta đã tử tế để lại tiền thì ta cũng nên biết điều mà trả lại tiền thừa. Biết đâu người ta cần tới số tiền thừa ấy thì sao? Vâng ạ, ông cứ để con thử chạy theo tìm xem người ta có ở quanh đây nữa không. À mà thôi, ta sẽ đích thân đi trả lại người ta, coi như bù lại cho suy nghĩ hẹp hòi oan uổng của ta khi nãy. Quái lạ, không một bóng người. Chẳng lẽ người ấy đi xa thế thật rồi sao? Dấu vết bẻ mía vẫn còn rất mới. Nắng quá, tội nghiệp. Chẳng trách khi nãy người đó phải vào vườn mía nhà mình để ngắt một cây. Hả? Gì thế kia? Những bả mía này là sao? Thôi đúng rồi, có lẽ chính là người ăn mía vườn nhà mình lúc nãy. Trời ơi, anh ta đã chết rồi. Có lẽ vì kiệt sức quá rồi. Bạch thầy, người lữ khách này có duyên đến vườn mía của con. Tuy không có người canh vườn, anh ta vẫn trả tiền rất tử tế và trung thực. Con đem tiền thừa chạy theo trả lại thì thấy anh ta đã chết ở ven đường. Thật là một người tội nghiệp, tốt bụng, nhưng tiếc thầy lại vắng số quá. Xin thầy ra tay tế độ để anh ta được yên nghỉ nơi suối vàng. Con cũng được an cõi lòng ạ.
Thí chủ cứ mang anh ta vào trong kia, ta sẽ làm cho anh ta lễ tế. Con đổi ơn thầy. Ta đã sai chú tiểu đi tìm một cây mía về đây. Đó là vật hiện thân cho nghĩa cử đẹp của anh ta trước khi chết. Cho tôi được hiến sâu tiền này về lại cho anh nhé, người lữ khách. À, trời ơi, anh ta sống lại rồi ư? Tôi vẫn còn sống. Người lữ khách tốt bụng, anh là ai? Sao lại lạc đến chỗ này và ăn mía ở vườn của tôi? Hóa ra ông chính là ông Bân chủ vườn mía. Thôi thì mình cứ vào ăn cái đã, không thể chịu nổi nữa rồi. Ngọt quá, sao mà ngọt đến thế? Đây đúng là khúc mía ngon nhất mình từng ăn, ăn vào mà tỉnh cả người. Vườn mía tốt thế này mà lại không có ai trông coi, xung quanh đây cũng vắng người. Nhỡ không ai ai nhìn thấy tưởng mình ăn trộm thì chết. Thôi để lại tiền rồi đi nhanh thôi. Ông chủ vườn xin hãy thứ lỗi cho tôi đã tự ý vào đây mà nhận lấy sâu tiền này. Cảm ơn vườn mía của ông đã giúp tôi vơ đi cơn khát. Còn bây giờ tôi phải đi đây. Thật may mắn vì tôi vẫn tìm thấy cậu. Vì cậu sống lại quả là điều kỳ diệu. Tôi cũng cảm thấy số phận mình quá may mắn. Cảm ơn ông đã đưa tôi vào chùa làm lễ tế. Nếu không chắc giờ tôi bị quạ rỉa thay ngoài đồng rồi cũng nên. Thực ra chuyện trên đời này xảy ra không phải là ngẫu nhiên. Vì tấm lòng thật thà của cả người lữ khách mà anh được cứu sống. Sự tốt bụng trung thực của ông chủ vườn cũng đã cứu độ một mạng người. Phải rồi, nếu ông ấy không chạy theo để trả lại tiền thừa, chắc con sẽ không còn giờ phút này nói chuyện ở đây. Thưa thầy, cũng là nhờ cậu đã hào phóng trả quá nhiều tiền cho một cây mía. Chính cậu mới là người tự ra tay tế độ cho bản thân, khiến hồn về nhập lại với xác mà sống những ngày tiếp theo. Câu chuyện người ăn mía và người chủ vườn từ ngày ấy được lưu truyền mãi. Từ đó về sau, trong dân gian có lệ, hễ làm lễ triệu linh, người ta hay dùng cây mía có buộc một sâu tiền. Lời cuối cho cuộc tình. Chết rồi, hình như xe bị hết xăng. Hôm nay mình về muộn nên mọi người ở phòng cũng về hết rồi còn đâu. Chẳng còn ai để mà nhờ cả. Em à, anh nghe đây. Anh đi làm về chưa? Xe em bị hết xăng, anh qua đón em được không? Em vẫn còn đang ở công ty nè. Sao lại để xe hết xăng thế? Em phải chú ý mà đổ xăng vào chứ. Sáng nay em vội quá nên không để ý. Giờ hết rồi, phải chịu chứ biết làm sao. Thế anh có qua đón em không? Đón em à? Anh sợ không được rồi. Hay em bắt tạm taxi về chứ anh đang bận lắm. Việc chưa xong mà mai là deadline rồi. Vâng, thế thôi vậy. Mà mai là chủ nhật, anh vẫn phải đi làm sao? Mấy chủ nhật liền rồi chúng mình chẳng đi đâu. Ừ, việc đang gấp mà em. Thôi, anh làm đã nhé. Em bắt xe về đi kẻo muộn. Yêu em. Sao chẳng có xe nào đi qua để mình nhờ đi mua xăng nhỉ? Để xe ở công ty thì mai lấy gì đi chợ? Đúng là xui xẻo mà. Người yêu gì mà có cũng như không. Lúc nào cần cũng bận hết. Chẳng giúp được mình việc gì cả. Thứ bảy người ta có đôi có cặp, mình thì cặp với chiếc xe máy chết tiệt này. Thà không có người yêu còn hơn. Chán chết đi được. Đúng là một ngày xui xẻo. Dắt được cái xe về cũng kiệt cả sức rồi. Hôm nay mình ra đường bước chân trái hay sao mà xui thế không biết nữa. Mới đó mà đã sắp 3 năm yêu nhau rồi. Nhanh thật. Mới ngày nào 3 năm ư? Nhưng sao mình cứ cảm giác một năm gần đây nó trôi qua vô vị thế nhỉ? Chẳng động lại chút kỷ niệm nào cả.
Anh à, anh về nhà chưa? Giờ em mới về đến nhà nè, mệt quá. Anh đang làm à? Sao em nhắn anh không trả lời? Em nhớ anh. Đã hơn mấy tuần liên tiếp em không được gặp anh rồi. Mai mình gặp nhau được không? Em đây, anh à. Anh đang bận chưa xong việc, lát xong anh gọi cho em nhé. Em đừng nhắn tin nữa. Vâng, em biết rồi. Lúc nào cũng bận. Lúc nào cũng phải chờ đợi. Không biết phải chờ đợi đến bao giờ nữa. Ai... Thôi chết, mình ngủ quên mất. Anh ấy bảo xong việc gọi cho mình mà. Không thấy mình nghe máy, anh ấy lại trách cho coi. Sao mình lại không nghe thấy tiếng chuông cơ chứ? Không có lấy một cuộc gọi nhỡ. Vậy mà mình cứ tưởng người ta có thèm gọi cho mình đâu. Mình đúng là ngốc mà. Alo. Em à, hôm qua xong việc anh mệt quá nên đi ngủ luôn. Không gọi cho em được. Em đừng giận anh nhé. Anh có để ý gì đến em đâu. Có biết em đã chờ đợi anh thế nào không hả? Thế mà chẳng thấy một cuộc gọi nào từ anh. Anh xin lỗi mà. Tại anh bận quá. Bao nhiêu việc mà deadline lại gấp quá nên... Anh lúc nào cũng bận hết. Bận đến nỗi không có thời gian nhắn tin hay nói chuyện với người yêu một lúc. Chứ nói gì đến việc đưa người yêu đi chơi. Thôi, anh xin lỗi mà. Tối nay anh sẽ đón em đi ăn nhé. Lâu lắm rồi chúng mình không đi chơi. Hôm nay anh sẽ bù cho em. Chịu không? Không giận anh nữa nha. Cứ chọc giận người ta. Hết giận hay không, còn xem anh cư xử thế nào nữa đã. Sao giờ này mà anh ấy vẫn chưa qua đón mình nhỉ? Anh ấy hẹn 7 giờ mà đã gần 8 giờ đến nơi rồi. Không biết có chuyện gì nữa không. Anh à, anh đang ở đâu rồi? Anh xin lỗi nhé. Anh có việc đột xuất nên không đến đón em đi ăn được rồi. Hôm khác anh đền nhé. Anh đây. Anh xong việc chưa? Mình nói chuyện một lát được không? Anh đang bận chút. Lát nữa xong việc anh gọi nhé. Sếp lại hối anh rồi. Sao lúc nào anh cũng bận vậy? Công việc quan trọng đến thế sao? Không có nổi vài phút để nói chuyện với em sao? Em là người yêu của anh mà còn nói những lời hờn dỗi đấy à? Em biết với anh công việc là quan trọng thế nào mà. Anh cần hoàn thành tốt dự án này thì mới có cơ hội thăng tiến được. Thế còn em? Em không quan trọng với anh sao? Tất nhiên là em quan trọng hơn rồi. Sao em cứ hỏi những câu vô nghĩa ấy thế nhỉ? Vậy sao mỗi lần em muốn nói chuyện với anh, anh đều nói là anh bận rồi, không nói với em? Khổ lắm cơ. Anh đã bảo là anh bận thật mà. Nói chuyện với em thì lúc nào nói chẳng được. Công việc bây giờ thì đang gấp mà. Thôi anh cúp máy nha, mất thời gian quá. Khoan đã, anh đừng cúp máy. Em thật sự có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Nhưng mà... Một chút thôi mà. Em không làm phiền anh lâu đâu. Chỉ nằm 10 phút thôi. Ừ, thế em nói đi. Nói nhanh nha, anh bận lắm. Anh à, chúng mình chơi trò chơi chia tay đi. Em nói gì vậy? Trò chơi chia tay hả? Em giận anh nên mới nói như vậy phải không? Đừng có trẻ con như vậy chứ. Anh bận công việc thật mà. Em đã nói là chơi trò chơi rồi mà. Chúng ta sẽ như hai người không quen biết, không gọi điện, không nhắn tin trong vòng 30 ngày. Như vậy đâu có được. Bình thường em rất ghét khi không được gọi điện thoại hay nhắn tin với anh cơ mà. Sao lại nghĩ ra trò này chứ? Bình thường khác, còn giờ khác. Chúng ta hãy chơi trò chơi này đi. Chỉ 30 ngày thôi, sẽ qua rất nhanh. Em đừng đùa nữa. Anh hứa là xong việc sẽ gọi điện thoại cho em.
đừng nghĩ ra mấy trò linh tinh này làm gì. Em không đùa, em đang nghiêm túc hơn bao giờ hết. Anh hãy tôn trọng và làm theo em một lần có được không? Nhưng mà anh thấy việc này thật vô nghĩa, nó chẳng ra làm sao cả. Em quyết định rồi, anh có không đồng ý cũng phải chơi. Em sẽ khóa máy và về quê, nên anh không thể liên lạc và tìm em được đâu. Hết 30 ngày mọi thứ sẽ trở lại như cũ, trò chơi bắt đầu. Anh không muốn đùa với em đâu, đừng có trẻ con như thế. Này, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Cô ấy làm sao thế nhỉ? Giận dỗi gì chứ? Mình đâu có lỗi gì đâu. Hai cuộc gọi nhỡ vào đêm qua. Ngày thứ nhất bắt đầu. Anh à. Anh nào, Linda đây. Happy birthday cưng nha. Chúc cưng tuổi mới ngày càng xinh đẹp và hạnh phúc nha. Tối nay có chương trình gì không nè? Cảm ơn cậu nhé. Tối nay chắc tớ bận rồi, để hôm khác nha. Hôm nay không đi được rồi. Chắc hẹn hò với chàng đúng không? Thế sinh nhật vui vẻ nha. Bye cưng. Chúc mừng sinh nhật cậu nhé Mary. Sinh nhật vui vẻ nhé. Tối nay rảnh đi nhậu với mình không? Happy birthday. Tụi mình làm tiệc sẵn chờ cậu rồi nè. Tối nay qua nhé, bảo cả Jack đi cùng nữa. Vèo một cái đã 2 tuần trôi qua, anh ấy không liên lạc với mình rồi. Lẽ nào anh ấy định làm thế thật ư? Hôm nay là sinh nhật mình mà. Anh ấy có gọi cho mình, có hẹn mình đi chơi không? Bạn bè mình ai cũng nhớ và chúc mừng mình hết. Còn anh ấy thì sao? Alo. Chúc con gái sinh nhật vui vẻ nhé. Bố mẹ biết kiểu gì hôm nay con cũng đi chơi với Jack, nên không gọi con về. Thế con chuẩn bị đi chưa? Dạ, con cảm ơn ba mẹ. Con cũng chuẩn bị đi bây giờ ạ. Với tư cách bạn bè của cuộc chơi, một lời nhắn cũng khó vậy sao? Anh ấy quên mình thật rồi. Mình đã đặt hy vọng quá nhiều vào anh ấy rồi. Em, hôm nay là ngày thứ 31 rồi, mình có thể gặp nhau được rồi. Anh chờ ngày này đã lâu lắm rồi. Anh à, có lẽ từ giờ chúng ta không cần gặp nhau nữa đâu. Anh cũng không cần phải chờ đợi nữa. Em vẫn còn giận anh sao? 30 ngày rồi. Trong 30 ngày ấy, mặc dù là thử chia tay, nhưng em thấy nó chẳng khác gì những ngày chúng ta còn yêu nhau. Chúng ta... À, mà chỉ riêng anh thôi. Quá bận rộn đến mức không còn thời gian cho tình yêu này. Sao lại nói những lời như thế? Chính em yêu cầu anh chơi trò chơi này và không cho anh liên lạc cũng như gặp em mà. Em nói em sẽ khóa máy và về quê mà, thế nên anh mới không gọi cho em chứ. Anh biết không, trong 30 ngày chưa một ngày nào em khóa máy cũng như rời khỏi nơi này. Thời gian kín lịch của anh đã vô tình không nhận ra điều đó, và anh cũng không muốn quan tâm đến điều đó. Anh nghĩ rằng em giận. Với lại anh cũng bận nhiều việc, nên cũng học cách im lặng giống em trong 30 ngày. Em có biết không, cũng nhờ thế mà anh đã rất tập trung làm việc. Anh được thăng chức rồi đấy. Có lúc nào là anh không bận không? Chúng ta đã yêu nhau 3 năm rồi, nhưng gần 1 năm nay lúc nào anh cũng trong tình trạng bận. Yêu nhau mà nhắn tin không, gọi điện không, gặp cũng không nốt. Lúc nào cũng công việc. Nhiều lúc em ước mình trở thành công việc của anh, để anh quan tâm em hơn đấy. Anh thậm chí còn không nhớ đến sinh nhật của em. Ngày hôm đó
em đã đau khổ như thế nào anh biết không? Em đã từ chối biết bao lời mời, lời hẹn đi chơi, chỉ để chờ một câu chúc, một cuộc điện thoại từ anh. Vậy mà đáp lại chỉ là sự im lặng. Đối với anh, đó là sự im lặng, nhưng với em, nó chính là cơn sóng trong lòng. Em đã chờ đợi anh suốt một tháng qua. Em nghĩ rằng anh sẽ nhớ em, sẽ gọi và tìm gặp em. Nhưng em đã nhầm. Dường như mọi chuyện không ảnh hưởng gì đến anh, và anh thật sự không coi trọng tình yêu này. Em chúc mừng anh đã thành công trong sự nghiệp, nhưng từ giờ anh đã chính thức mất em rồi. Anh xin lỗi, anh đúng là vô tâm mà. Em tha lỗi cho anh nhé. Từ giờ anh sẽ không như vậy nữa đâu. Anh sẽ nhắn tin, gọi điện và gặp em thường xuyên hơn. Muộn rồi. Đối với em bây giờ không còn quan trọng nữa. Mình kết thúc đi anh, chia tay thôi. Em đã quá mệt mỏi với tình yêu này rồi. Em, đừng mà. Anh không muốn chia tay đâu. Kìa, Mary. Mary. Bibakit, siro tăng đề kháng cho trẻ sơ sinh từ châu Âu, giúp bé khỏe mạnh, ăn ngon, giảm ốm vặt nhờ công thức hoàn chỉnh 3 trong 1 với 18 loại vitamin và khoáng chất thiết yếu. Có Bibakit, bé lớn khỏe, mẹ an tâm. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.